Mô Phật, cuộc sống này bất cứ một việc gì dù lớn hay nhỏ, chúng ta cũng phải luôn luôn nỗ lực, cố gắng hết mức. Bởi vậy, trong cuộc sống người ta mới khuyên nhau cố lên để vượt qua tất cả. Và dĩ nhiên không ai thể có thể không cố gắng mà thành công. Việc gì cũng cần phải cố gắng, nỗ lực. Trong mật thiền, sự tu tập của chúng ta rất cần sự nỗ lực của mỗi người tinh tấn từng ngày để thành tựu được sự an lạc. Năm thứ tư rồi, bốn năm liên tục, chúng ta mỗi một sáng sớm đã thức dậy tu tập với nhau trong một tiếng đồng hồ khoảng đó, từ 30 đến 40 phút. Hít thở trong chánh niệm quán chiếu tâm từ bi để thắp sáng đuốc tuệ sống đời tỉnh giác, trở về với cội nguồn chân như Phật tánh. Từng bước trong nỗ lực này, chúng ta đã tiếp nhận được nguồn năng lượng siêu thế, thanh tịnh hóa thân tâm, nhìn rõ bản thể của mình, tâm tánh của mình, sửa đổi và tiến lên cái con đường chạm vào sự hạnh phúc an vui trong đời thường. Sự nỗ lực của chúng ta không uổng phí, bởi chẳng phải chúng ta mù lòa đâm đầu vào thực tập một cái pháp môn nghe quảng cáo, nghe tiếp thị thực tiễn tất thời thời đại phong trào hoặc sự rủ rê của ai đó mà đi vào. Chúng ta đã suy nghĩ, đã lựa chọn chính xác trong cái trong sáng của sự tư duy và cái nhìn thấu rõ tuệ giác, cái đó gọi là tuệ giác, nhìn cho thấu, suy nghĩ cho kỹ, hiểu được nó và ứng dụng. Mật thiền, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta tư duy và đưa vào thực hiện, thẩm thấu được cái nguồn năng lượng, và từ đó chúng ta cố gắng thực tập mỗi ngày. Chủ đề các bạn nói lựa chọn hơn nỗ lực, điều này luôn đúng, nhưng nó cũng tương đối thôi. Bởi đã lựa chọn thì phải nỗ lực mới thành công. Còn lựa chọn, dù bạn lựa chọn cái hay nhất, cái tuyệt vời nhất, mà bạn không nỗ lực thì cũng chẳng có thành công. Tuy nhiên chúng ta ở đời này thông thường thiếu cái vế trước lựa chọn, mà chỉ cố đầu nỗ lực vươn lên để rồi mang tới cho mình biết bao nhiêu thảm họa của sự bất công hoặc không thành công hoặc thất bại. Ta cứ theo thói quen người ta làm, ta nhào vào cắm đầu bươn chải nỗ lực hết sức, hoặc ta theo cái tập tục, tập quán, thói quen cố lên, và cũng thế tiếng thúc giục cố lên ta đâm đầu vươn tới, nhưng chẳng bao giờ suy nghĩ, tư duy và lựa chọn cho đúng, để rồi cái sự cố lên đó nó có cái tác dụng đa chiều phù hợp đưa đến sự thành công. Chúng ta chỉ có một chiều là cố,
cố cho tới hơi thở cuối cùng mà không bao giờ suy nghĩ lựa chọn cho phù hợp. Cho nên lựa chọn đồng hành với sự nỗ lực sẽ đưa đến thành công. Y như người ở đầu giáo, thuận giáo, người ta gọi là thuận buồm xuôi giáo, thì con thuyền sẽ đi nhẹ nhàng thôi. Còn người ở ngược chiều giáo vất vả vô cùng. Cuộc sống này nếu như chúng ta có cái sự tư duy sáng suốt, có sự suy nghĩ rõ ràng và lựa chọn cho mình, không phải chỉ con đường tu không đâu, mà tất cả mọi sự việc trong cuộc sống, từ ngành nghề, từ cách sống, cách tương tác, từ cái cách mà chúng ta làm việc, ngay cả cái cách nấu nướng để ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa, tất cả nếu suy nghĩ tư duy cho rõ, chúng ta lựa chọn cho đúng, chẳng khác gì thuận buồm xuôi gió, ngay cả trong tình bạn, tình vợ chồng, tất cả. Nhưng hầu hết chúng ta không có chịu lựa chọn đâu, vì người ta xui khiến, dẫn dắt, thúc đẩy. Do vậy, sự cố gắng của chúng ta sau một thời gian sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi. Ở trong tình bạn, đôi khi chúng ta cố gắng quá sức để giữ được tình bạn, chẳng bao giờ lựa bạn mà chơi, chọn bạn mà chơi. Dù ông bà cha mẹ cũng đã dạy cho chúng ta, con ơi, chọn bạn mà chơi, nhưng khi ra đời ta gặp bạn nào ta cũng quàng vào lòng. Từ đó mà chúng ta cố gắng giữ cái mối giao hảo của tình bạn nhưng không được. Từ những cái tình bạn, tình người, tình đồng môn, tình đạo tràng, tình cùng hãng sửa, các bạn cùng văn phòng, có những nơi ta chọn được, nhưng có những nơi mà ta phải tự đặt mình vào đó, lựa chọn không được hả? Đúng, ta không lựa chọn người để xuất được, để làm cùng việc được. Ví dụ như ta đi vào văn phòng của hãng xưởng, những người trong đó đều là những người đang làm ở đó, ta chẳng thể lựa chọn. Nhưng ta có thể lựa chọn phương pháp để tương tác, để ứng xử, để làm việc. Cho nên các bạn đừng giới hạn trong cái sự lựa chọn chỉ là lựa người khôn, người hiền, phải rộng hơn một chút. Thì từ đó, đi tới đâu, sống ở đâu, làm bất cứ một việc gì, khéo lựa chọn phương pháp ấy, bạn và bảo thành luôn luôn sống hạnh phúc và bình an. Có khi nào các bạn phối hợp về cái sự không khéo lựa chọn không, mà chỉ có nỗ lực, cố gắng hết sức để rồi bị thất bại không? Chắc chắn là có. Ở đời có biết bao nhiêu thứ ta thất bại trong e trẻ để rồi đau đớn, bởi vì chỉ nỗ lực, cố gắng, hàn gắn, làm việc mà không có sự lựa chọn tư duy, suy nghĩ cho đúng. Thuở xưa Đức Phật muốn dạy cho hàng đệ tử rằng, này các con, ngay cả những gì ta dạy thì các con cũng phải tư duy, phải suy nghĩ cho đúng, phải tư duy và suy nghĩ cho đúng để lựa chọn những gì ta dạy phù hợp với cái căn cơ hoàn cảnh mà thực tập. Phật không thúc ép chúng ta, dù ngài là bậc thầy, là một bậc giác ngộ, nhưng không phải việc gì ngài làm, lời gì ngài nói, sự gì ngài dạy, ngài cũng ép chúng ta phải tuân thủ theo. Trong kinh Đức Phật nói về chữ trạch pháp, có nghĩa là sự tư duy sáng suốt, tỉnh táo để ứng dụng cái tuệ giác mà thẩm thấu mọi việc, rồi ứng dụng
cho tốt vào cuộc sống. Điều đó nhắc nhở mỗi người chúng ta, những công việc trong xã hội, những cái công việc của cái kiếp người này, ta đều cần phải suy nghĩ để có thể đứng ở đầu gió, nương gió mà các buồm thổi cho dễ dàng đi. Các bạn, thuận buồm xuôi gió là những cái điều thuận với sự tư duy của nhân quả, thấu với cái chánh kiến, nhìn rõ thực tiễn và sự quyết định trong cái thấu rõ đó, không phải cứ nhắm mắt mù lòa đâm đầu như vậy. Nói về đời thường thì cố sống, ta nên lầm lũi cố gắng nỗ lực chẳng thành công và không bao giờ suy nghĩ tư duy. Nhưng nói về con đường đạo, nếu bỏ như vậy thì suốt cuộc đời này tất cả các pháp môn dù có vi diệu tới đâu, bạn cũng không bao giờ thành công. Phật pháp có nghĩa là phải dùng tuệ giác, tức là suy nghĩ cái nhìn đúng, quán chiếu, tư duy và thẩm định, rồi lựa chọn đi tới sự quyết định sáng suốt, và từ đó có được cái chánh định, tức là một sự nỗ lực đúng mức. Các bạn, chúng ta thường bị phong tục tập quán, nó dẫn dắt, nó kéo theo, nó vui, nó thích, hoặc là nó đam mê, chúng ta từ thuở bé, hoặc ta sống lên từ cái tuổi nhỏ đó, đã nghe, đã nhìn, đã thấy và đã đồng hành, nay nó trở thành nhập vào trong máu rồi, bỏ không được. Thấy một cái là vui, là hứng, nghe một cái là tung chảo quay khắp trời. Các bạn, điều đó có, ta bị ảnh hưởng bởi thói quen. Dù dần dần không dùng cái trí tuệ, cái tuệ giác, cái suy nghĩ, cái tư duy, cái nhìn thấu để lựa chọn, ta chỉ cắm đầu cố gắng thể hiện mà thiếu đi sự lựa chọn. Do đó hầu hết chúng ta không thành công. Trong thương trường, những người thành công là những người ngoài sự nỗ lực bản thân, họ luôn luôn lấy sự lựa chọn làm thật. Vậy nên họ luôn ngồi suy nghĩ, tư duy, thẩm định cái điều gì cần làm, cái điều gì không cần. Hoặc họ có cả một ban hội đồng thẩm định những cái hướng đi của tương lai và quyết định sau khi suy nghĩ, bàn thảo kỹ lưỡng. Không phải nhìn thấy cái gì là đâm đầu, bổ đầu vào, nỗ lực làm cho tôi chết, cố gắng cho hết sức. Công ty nào, con người nào và công việc nào đó được suy nghĩ, tư duy, lựa chọn cho tôi. Sự nỗ lực của họ sau đó sẽ thúc đẩy bằng sự quyết định dẫn mạnh để đi đến sự thành công. Trong Phật pháp, nếu các bạn không dùng chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ chánh lý, mà chỉ dùng sự tinh tấn, không có tư duy và chánh kiến, thì đó là nỗ lực mà không sự lựa chọn. Phật khuyên ta phải lựa chọn. Hôm qua vào buổi tối, Bảo Thành tới nhà một người thân, gặp gỡ các bạn. Có một người bạn hát chầu văn dịch hay. Chầu văn là một nền văn hóa dân tộc ở ngoài kia, ngoài bắc. Hầu hết các trẻ thơ ngay từ thuở nhỏ đã được cha mẹ ông bà dắt đến đình miếu để nghe chầu văn. Đó là thể loại nhạc. Về cúng kính âm nhạc, về lễ nghi của ngàn xưa rồi được chế tác ra, thứ nhất là thể hiện cái tâm hoan hỷ, thứ hai là một cái nền văn hóa dân tộc bản sắc của ngoài bắc. Âm nhạc, ca từ, tiết tấu rất hay, làm cho người ta vui vẻ, thoải mái. Thế nhưng dần dần chầu văn đó đã được ứng dụng vào vấn đề hầu đồng, hầu cốt. Chúng ta thấy
Và chúng ta nhìn từ thuở nhỏ, chúng ta thể nhập vào từ thuở nhỏ, nó đi vào trong máu, trong hơi. Và như thế, anh ấy và một số người ngay từ thuở nhỏ đã được nghe, đó là phong tục, là văn hóa của bản địa, được quốc tế công nhận là một nền văn hóa âm nhạc rất hay, quen rồi. Nên khi mọi người vui vẻ, chẳng cần phải cố gắng, bởi đó là thói quen. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng không cần phải cố gắng là thói quen, nhưng cái thói quen nếu không tư duy, nó biến tướng từ từ, rồi chúng ta cố gắng thể hiện như mình. Ở cuộc đời này, trong cuộc sống này, có biết bao nhiêu những cái thói quen tập tục từ thuở nhỏ ta được nuôi dưỡng, ta được sống chung, nó thấm nhuần vào tư tưởng, để rồi từ đó ta làm biếng suy nghĩ điều gì, việc gì cũng đặt mình vào trong đó vận hành một cách máy móc. Anh bà tối qua trở về, anh ta không vận hành một cách máy móc, anh ta suy nghĩ và lựa chọn cái bối cảnh của một cuộc họp mặt trong tình bạn, hát một bài chầu văn để hiến tặng như một nền văn hóa bản địa ngoài kia để giúp vui cho nhóm bạn. Cho nên ca từ và âm nhạc hòa quyện vào với cái tâm công hiến đó, mọi người nghe chân vui, tức là anh ta đã có một sự lựa chọn chỉnh chu rõ ràng, không phải hứng hứng rồi nhảy vào hát. Cho nên ai nghe các bạn, dù là những cái chuyện bạn đã quen, nhưng sự cộng hưởng của cái tư duy suy nghĩ sáng suốt để vận hành những điều đã thuần thục đã quen và nỗ lực trong sự nghiệp thì chúng ta sẽ thành công, lựa chọn hơn nỗ lực. Điều đó chỉ là một phần, nhưng đối với bản thân, sự lựa chọn trong sự sáng suốt, trong chánh tư duy, chánh kiến, và rồi sắc có quyết định đi đến sự hành động, trong nỗ lực thì mọi người sẽ thành công. Đó gọi là chánh pháp, là một sự lựa chọn đặc biệt trong các cái pháp tu. Ngày nay kinh điển của Đức Phật, các pháp tu được phổ truyền rộng rãi từ chùa, từ các bậc thầy, các bậc thiện tri thức, các sư cô, ngay cả những học giả là Phật tử tại gia. Trên các trang mạng đặt những lời hay ý đẹp, kinh điển của Phật được hoàn truyền rộng rãi, ai cũng có thể nghiên cứu học. Nhưng các bạn đừng nghiên cứu học hỏi một cách máy móc, dồn ép, nhẹ nhàng. Chúng ta phải có một sự lựa chọn thỏa đáng, phù hợp cái pháp môn nào đó và sự thấm của trí tuệ trong tư duy và chứng kiến, rồi và nỗ lực tinh tấn bạn sẽ thành công. Còn không, chúng ta cứ gắt đầu học rằng mà thói quen đó rất nhiều người cho chúng ta đã bị dính, rất nhiều người trong chúng ta đã bị dính. Nên ta chạy theo phong trào tu, ta rượt đuổi theo những cái phong trào mà những người tổ chức mà chúng ta thích, chúng ta thích. Có biết nhiều bao nhiêu phong trào tu học, người ta thường mang cái danh ra để hấp dẫn chúng ta. Cái danh đó như bằng, như cấp, như giấy tờ chứng chỉ. Mà nhiều cái môn học về tâm linh, người ta ta bị sự hấp dẫn của những hộp họp thật là lớn, và rồi ta bị sự hấp dẫn của số đông. Ta không còn tư duy suy nghĩ, học Phật, học luyện tinh thần, nội tâm của chúng ta với ý nghĩa gì. Ta bị số đông hấp dẫn, ta bị bằng cấp hấp dẫn, ta bị những cái danh lợi hấp dẫn.
nó dẫn chắc nó kéo. Cứ đông ùn ùn mình đã thích, nhiều người tụ tập bằng cấp rồi khen thưởng, điều đó cũng dần dần lấn vào cái sân của sự thanh tịnh trong thiền, trong tu. Đi đâu cũng được cấp bằng, cấp chứng chỉ, đi đâu cũng được cấp bằng khen. Đức Phật hồi xưa không cấp bằng cho ta, Đức Phật hồi xưa không mang những bằng cấp gia đình phong hàng cho mọi người. Phật chỉ học ký một điều duy nhất, đó là ta là Phật, còn tất cả các con sẽ là Phật. Duy nhất như thế, chẳng cấp bằng, chẳng có giấy tờ chứng chỉ, chẳng kéo tục, chẳng bằng khen. Thế mà ngày nay, ngay cả vấn đề cúng dường trong chùa bằng khen đầy hết, bằng nhỏ sợ ta không thấy, bằng to ôi cái tiếng đời gọi là to tổ bố treo lên nhà cho người ta thấy cúng dường từ thiện, rồi trong chùa trở thành cái chỗ để khen nhau, để tặng bằng, rồi các môn học hội họp với nhau để trao bằng, trao cấp. Đúng, ở đời học về kiến thức ta cần có bằng đại học, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ là kỹ sư, là luật sư, tiến sĩ, là bác sĩ, để cái bằng đó làm chứng cho cái sự kiện. Nhưng chỉ con đường tu và hành thiện, cái điều chứng tỏ rõ nhất là một người chứng ngộ được sự an vui, hạnh phúc bằng cái câu hạnh, hành trì niết bàn đưa đến sự hạnh phúc an lạc, chẳng phải cái bằng giấy đóng trong cái khuôn thật to. Do vậy sự lựa chọn tu của chúng ta đừng lựa chọn theo cái sự hào nhoáng rồi cắm đầu đi vào, đó không phải là lựa chọn, mà đó là sự chật chẽ bởi số đông, bởi phong trào. Chúng ta ở trên đời này ai cũng không, nhưng ở ngoài kia còn có nhiều người cũng không, họ hiểu được thủ thuật tâm lý để rồi chật chẽ chúng ta, cuốn chúng ta vào những phong trào rần rần rộng rộng đó. Nhưng một thời gian trôi qua, nghĩ là bạn đã đốt cháy thời gian, bạn đã quá sức nỗ lực vào những việc không cần thiết. Ở đây không phải là sai mà là không cần thiết cho cuộc đời của chúng ta hoặc cho cái sự thật. Hôm nay chọn lựa hơn nỗ lực đối với bản thân, sự thật trước, lựa chọn đúng để rồi nỗ lực sẽ đưa đến sự thật. Đời cũng vậy mà đạt được thế. Tất cả mọi phương diện trong cuộc sống về thân, ta phải lựa chọn những phương pháp ăn uống, thể dục thể thao và nỗ lực thực tập ta sức khỏe, bệnh ăn uống đúng, người sẽ luôn luôn giữ trạng thái cân bằng. Về tâm, ta cũng phải lựa chọn những cái luyện tâm và nỗ lực. Về đạo giáo, về thiền, về các pháp môn tu, ta cũng phải tư duy lựa chọn cho đúng và nỗ lực để đi đến sự thành công. Đừng để dẫn dắt, đừng mù quáng chạy theo số đông, dẫn dắt bởi cái cao trào phong trào, đừng đắm chìm trong bằng khen, trong bằng cấp, đừng tụt họp đông để rồi cứ mang bằng này cấp kia trao chung. Cái bằng duy nhất là bằng lòng thực tập trong chánh tư duy, suy nghĩ sản xuất, nỗ lực tinh tấn đúng mức đưa đến sự thành công, để có được cái chứng, không phải là chứng chỉ, mà chứng ngộ được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời. Các bạn thân mến, chọn lựa đồng hành với sự nỗ lực đúng mức, chúng ta sẽ đưa tới sự thành công cho bản thân. Đời như thế, cuộc sống ngắn như một hơi thở, cần có sự lựa chọn và nỗ lực để đi tới sự thành công. Đời này nha, đừng có việc gì nhào đầu vào, việc gì phục tệ người khác, làm chủ chính nhất rồi cũng buộc đi theo.
tư duy suy nghĩ, hai chữ trạch phát trong nhân quả, có nghĩa là sự lựa chọn bằng tuệ giác trong cái tư duy rõ ràng và cái nhìn sáng suốt đưa đến sự quyết định để tinh tấn đúng mức và thành tựu. Các bạn hãy nhớ điều đó, để mỗi ngày chúng ta đều có sự lựa chọn trong cái sự tư duy của chánh kiến, nhìn thấu được nhân quả bằng tuệ giác.